Sony TCK3 số 7 ES 2 là mã. Ta xem như thế này. Và cái chất lượng con máy chúng ta thực tự chúng ta nhìn thấy theo cái video này quá. Ok. Con này là con 3 số 5 ES 2 là mã. Hai con máy này chênh nhau một nửa giá đấy. Hai cái con máy này nó là direct driver, có nghĩa là motor trực tiếp hết. Không có cái motor bell. Còn cái motor kéo reel con này nó là motor sạc vô luôn, chạy rất là êm. Còn con motor này là motor bình thường. Và linh kiện và chất lượng máy thì nó cũng có sự khác nhau khá rõ ràng. Ok. Chúng ta xem sơ qua cho nó rõ ràng con máy. Thích giao lưu con máy ghi băng rất là tốt. Chúng ta sẽ phải kiểm tra vấn đề ghi băng của nó. Giờ anh em chịu khó đóng hai cái kẹp gỗ nào rất là đẹp. Kẹp gỗ, gỗ đây là kẹp này chúng ta khoan hai cái lỗ đắt vào đây. Ok. Thì khi đó hai cái máy gỗ nhỏ này rất trưng bày đây trưng rất là đẹp. Máy mỏng. Nặng thật. Con này sản xuất đâu không biết năm nào quên mất rồi. Nhưng mà nó cũng là một trong những dòng máy đỉnh đỉnh cao của Sony vào thời điểm đấy đấy. Sau này thì mới có con máy dòng đời cao như là 365EZ hoặc là K7ES. Chứ còn trước đó thì không có máy dòng đấy đâu. Trước thời điểm đó thì mới cái con này vẫn là con máy được đánh giá rất là cao. Ta chùi sơ cái này. Đó, đại nắp lại. Chúng ta đại nắp lại. Đó. Ok. Đầu tư hai cấp tăng nó tùy nhau là hai cái nó căng dây băng ra và có bias calibration đẹp. Bây giờ chúng ta test tần số sơ qua xong chúng ta test phần ghi, hướng dẫn phần ghi nhé. Ta test cần phát trước đi. Rồi không đi bì nè, chúng ta nhìn cái sóng của nó rất là ok rồi, sóng rất là ổn định. Azimuth số Azimuth rất là tốt. Bây giờ chúng ta ghi hướng dẫn cái vấn đề ghi cho anh em về chúng ta ghi bàn trời. Con này vừa phát vừa ghi hay lắm. Gỡ cái nắp này ra cho nhìn cái sườn máy cho nó sướng quá. Nhìn thấy cái ruột của nó mới đã. Còn lớn tụ này tụ cũng tụ xịn của thằng Elna nhé. Dòng Elna hết, Elna như là Elna thằng này Elna xin biết hả ta? Không biết có màu tím. Một ca màu tím vậy nữa. Trước tiên con máy này để chúng ta ghi băng thì chúng ta nên để đô bay B á, là nhắn vào đây này, nó sẽ hiện đô bay B ở đây. Thì khi chúng ta ghi có đô bay B thì lúc chúng ta phát trên các đầu máy khác cũng phải có đô bay B, phải bật đô bay B. Mà khi chúng ta ghi đô bay C, nó sẽ để đô bay C ở đây. Thì khi chúng ta phát cũng phải có đô bay C, ok. Còn nếu chúng ta up đô bay thì chúng ta không quan tâm tới đô bay nữa. Là những con máy khác đều up đô bay phát tốt. Đó là điều cái chúng ta để ý tới cái phần đô bay. Thì khi bật đô bay thì cái tiếng xì nền nó sẽ triệt tiêu đi, thế thôi. Còn chúng ta chấp nhận tiếng xì, tiếng mộc mạc của cách set của cối thì chúng ta, riêng cối thì không có đô bay đâu. Thì giờ chúng ta up đô bay đi, ok. Cái đây là cái reset về số 0. Cái đây là memory, thì khi chúng ta bấm memory thì tua tới số 0 nó sẽ tự stop. Và cái timer này, vị trí chúng ta để up không được để reset. Khi chúng ta để reset chúng ta bật nguồn lên phát là nó xóa băng chúng ta luôn. Chúng ta để play thì chúng ta bật nguồn lên là nó có băng ở trong thì nó hát luôn, rồi chúng ta để up luôn timer này, ok. Cái tiếp theo quan trọng nhất vẫn là cái chế độ băng và mình lập đi lập lại rất nhiều lần. Cái MX này, cái lọc này chúng ta bỏ ra đi, nhả nó ra đi, còn đừng nhấn vào cái gì, tại vì lúc xưa thì nó thiết kế có đô ít này lọc xì thôi, mình giờ không cần đâu.
thì trong đó thì thay một nó để thay một là băng nột man, các loại băng như Marcel URUE gì đấy thì tóm lại là băng nột man, còn Sony HF hay là những cái Sony ba thứ lên tinh nột man thì mình đã phân biệt rồi. Đây là băng nột man là thay một, thay hai là băng chrome, ok nó sẽ hiện ở thay hai ở đây, và thanh thay ba, và thay bốn là băng metal. Khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ hiện từng cái đây trên này, ok. Và chúng ta ghi và phát phải chọn đúng chế độ băng cho nó, thì khi đó ghi phát nó mới ngon và phát nó mới đúng. Đó là điều chúng ta cần lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ một băng nọc man xào, chúng ta lấy bài áp chỉ cái hướng lấy bài áp tròn. Con này ghi tốt cho nên mình chọn làm video rất là cẩn thận về bài áp ghi băng nhé. Băng này là băng nọc man này, như chúng ta đã biết rồi. Băng này là băng chrome này, giữa nọc man và chrome thì nó sẽ có sự khác nhau. Hai thằng này cái g chỗ này là cái g mà nó bảo vệ cái băng, khi mà chúng ta bẻ cái này thì nó bảo vệ băng không cho ghi, giống như là lóc vậy đó. Chúng ta anh lóc thì lấy băng kia chúng ta chèn vào chỗ này và trừ cái lỗ này ra. Cái lỗ này là lỗ chrome cho những cái con máy auto tap selector, do thì băng này là băng chrome thì chúng ta chọn thay hai. Thực chất ở trên cái set thì nó vẫn để từ position 2 rồi, có nghĩa là băng cho cái chế độ thay hai. Còn ở trên này là nó để EQ 120 là băng EQ là băng Nordman đây, thay một Nordman nó ghi rất là rõ ở trên này. Và chúng ta chịu khó đọc hoặc là chúng ta nhìn ở trên này chúng ta cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng ta ghi một băng Nordman trước, xong đó tôi ghi băng chrome thử bằng cách. Vậy băng này là băng Nordman, chúng ta chọn chế độ Nordman trước, thay một, ok. Bây giờ chúng ta bấm cái layout này thì từ từ chỉ thêm, từ từ chút nào chỉ cái layout đi. Không biết điều cuối cùng là khi mà chúng ta gắn fit thì cái layout này không có tác dụng đâu. Chút nữa gắn chỉ cho. Bây giờ chúng ta bấm red play, ok. Rồi chúng ta tắt hết đi. Rồi tiếp theo chúng ta phá cái bass hết đi nha, để chúng ta chỉ cho nó dễ, chứ không để là chúng ta không biết được. Bây giờ chúng ta bấm red play rồi đúng không, bắt đầu chúng ta lắc cái mode này cái nút ngồi cùng này ở bass, ok. Thấy giờ tại vì nó có thêm nấc của red level chỗ này nữa thì chúng ta sẽ dặn từng nấc thì nó sẽ báo từng nấc và ốp bật cái nút bass trước. Vậy để điều chỉnh bass thì chúng ta phải dùng cái nút bass này, chúng ta vặn làm sao, có nghĩa là chúng ta vặn thuận kim đồng hồ thì cái mức 2 này này cái mức 2 này nó sẽ thụt xuống, mà chúng ta dặn thuận nghịch kim đồng hồ thì mức 2 nó cao lên. Mức 2 cao lên đồng nghĩa với ghi vào băng dễ chép rất là cao, thì khi đó chúng ta hãy điều chỉnh mức low và mức 2 bằng nhau thì hai đoạn dãy âm nó bằng nhau đúng theo cái quy định của nhà sản xuất. Chúng ta vặn thuận, bây giờ nó cái mức 2 nó đang cao hơn mức low đúng không, chúng ta vặn thuận kim đồng hồ thì mức 2 nó sẽ thụt xuống, là riêng bass nha. Chúng ta vặn nó thụt xuống này, bây giờ chúng ta muốn thụt nữa thì chúng ta dặn nữa thì nó sẽ thụt nữa, bây giờ lúc này thụt xuống. Và chúng ta phải điều chỉnh bằng nhau ở bất kỳ vị trí nào, có thể đây hoặc đây đây, tại vì nó liên quan tới cái level này. Chút nữa chúng ta sẽ điều chỉnh sau. Bây giờ chúng ta làm sao cho hai cái thằng này, thằng low và thằng hai, thằng trên và dưới bằng nhau đã, tính tiếp. Rồi ok, hai con gà này là bằng nhau rồi đúng không. Bây giờ chúng ta bấm cái từ bài mức bass này chúng ta chuyển một nấc xuống nữa thì nó sẽ hiện lên cái red level core calibration ở đây, thì chúng ta sẽ dặn cả hai cái nút này red level core, chúng ta dặn lên cái vị trí và đó dặn thuần kim đồng hồ thì nó trồi lên, mà nghịch kim đồng hồ nó thụt xuống. Đây là riêng level, ok, lên level, ok, không chưa, nó đều rồi đúng không. Bây giờ nó đều rồi, chúng ta bẻ lại bass, chúng ta kiểm tra thử bass hai cái vạch đều chưa, nó ở vị trí nào kệ nó, nhưng riêng level thì phải ở vị trí vạch quy định. Nó nhà sản xuất nó đã vạch cho mình một vạch đó rồi, ta bẻ lại bass, ok, có nghĩa là thằng bass này nó là đều nhau rồi. Chúng ta bẻ ngược kim đồng hồ xíu cho cái dãy trên này nó trồi lên cho nó bằng dãy lâu xíu thôi, không có gì cả đó. Các bạn bẻ nữa thì nó sẽ trồi lên, này ta bẻ nhiều quá thì nó sẽ trồi lên quá nhiều, chúng ta sẽ cho nó thụt xuống. Ok, như vậy là đẹp. Bật lại cái red level, hai thằng này đều. Rồi, bây giờ chúng ta để ghi băng, chúng ta bật hết về vị trí up. Rồi, xong, chúng ta mở CD chúng ta ghi thôi. Chúng ta lấy bass xong rồi, chúng ta ghi đoạn xong, chúng ta tua lại
ấy là ghi cho nó ổn định hết, băng ngon lành chúng ta tua lại, chúng ta ghi từ đầu. Ok, bây giờ chúng ta mở một bảng trên CD đi, không có gì cả, lên máy tính đi. Lưu ý riêng Sony ghi ở cộng 2 dB nhé, cộng 2 dB, nếu mà up đô bay còn có thể cao hơn chút thì do on đô bay thôi, on đô bay thì cái khả năng ghi của nó cao hơn 10 phút rồi, còn các bạn chờ rôm nó cho anh em về ghi thôi. Bạn lên nha, để ý cộng 2 dB trở lại, không ghi ở mức 0, mức 0 rất là thấp. Ok, bây giờ chúng ta kiểm tra sụt với tép để chúng ta kiểm tra chất lượng âm thanh. Đây là sụt, sụt không có hát ở trên băng nha, sụt là cái nguồn cấp vào. Bây giờ băng này rất là đẹp. Ai đưa em về xóm học hàng mẹ, anh nhớ mây bay trôi. Cách xếp này để ý cái tiếng cách xếp chúng mày cũng dày âm hay lắm. Thuyền ai đó chợ trắng về nhà hồi, rửa em có nghe thu tư thần nội, mang buồn đeo ngỡ ngàng bên sông. Chúng ta tua, chúng ta nghe lại xong ta bỏ những con khác kiểm âm thử coi cái mức ghi nó thế nào. Có buồn không hàng phượng ngỡ miên sắc nặng bánh bông, chiều tháng bảy hoa dắt đầy nỗi nhớ. Ok, chúng ta bỏ Nakamichi, chúng ta kiểm âm coi. Chọn selector. Có biết chi không chiều nay ngoài nở, ai đưa em chất âm rất tốt, ghi rất là nét không? Âm thanh tròn ôm. Chúng ta chơi băng chờ rôn phát nữa là xong không? Để anh em dễ hình dung chứ không chỉ có nối bằng miệng, không có lòng về quần quẩn chả biết đường mòn. Riêng băng chờ rôn thì phải lưu ý cái thay hai chọt vào thay hai nha, chúng ta bỏ băng chờ rôn ta ghi. Và để thôi tắt cái này đi, chúng ta mở bản nhạc khác này, mở một bản nhạc nghe riết không chán quá. Rồi ok, giờ chúng ta bấm replay. Rồi chúng ta cũng vẫn bật cái qua bass và cũng làm như hướng dẫn này. Bây giờ chúng ta làm sao cho hai ông nội này đều được đã, rồi chúng ta tính tiếp.
Ok, hai con vịt này về đều rồi. Thì chúng ta bật qua cái red level. Red level chúng ta phải điều chỉnh nó cho nó đều. Tại vì á là con máy mình đã cân hết ngon lành hết rồi, cho nên là các cái loại băng nó thường thường nó đều nhau. Còn các cái con máy bị lỗi nó nhảy lung tung á, thì việc của con máy đó thì mình không biết. Bật qua bias. Ok, chúng ta để ngược kim hồ cho cái vai dễ cao trồi lên chút cho nó đều. Ok, thấy không? Ok, quá đẹp rồi nha. Bias tần số rất là cao, ở tầm 10.000 kHz, cho nên là nó không ổn định sống như 400 đâu nha. Chúng ta bật lại level, chúng ta xem. Ok, rất đẹp. Và chúng ta trả về up. Sau giờ chúng ta mở bản nhạc khác này. Mở cái bài già thứ hai đi. Ok, rồi chúng ta mở volume lên, biết được cái chất lượng ghi vào băng. Chứ đôi lúc anh em không biết, anh em cứ để ở tép anh em ghi à, nên anh em không biết được là cái chất lượng ghi nó như thế nào. Tại vì cái nguồn vô đôi lúc là nó sẽ tốt hơn, còn cái cassette nó xấu hơn, thì chúng ta cũng không kiểm soát được. Nên là khi ghi chúng ta phải bật tép sụt liên tục để chúng ta kiểm tra cái chất lượng ghi trên băng. Đó gọi là con máy nó đúng của nó. Bây giờ chúng ta tua lại, chúng ta bỏ anh con khác, chúng ta kiểm không. Ok, nghe hai khúc đi. Quá ok đúng không? Chúng ta bỏ anh Naka kiểm tra coi. Naka cũng phải chọn chế độ băng. Tại vì không có, Naka phần lớn là con nào cũng chọn chế độ băng hết. Băng chrome, chúng ta chọn chrome. Ok, chúng ta chọn selector. Ok, bây giờ xong, để chúng ta xài được cái layout này thì chúng ta phải gắn cái ao chỗ này nè. Không biết đường về, không biết làm được đâu. Gắn là bậy đâu được. Cái này là cái fit, có nghĩa là không có điều chỉnh ao được. Chúng ta gắn xuống dưới. Trái gắn trái, phải gắn phải. Ok, gắn dưới này. Thì đó chúng ta sẽ điều chỉnh cái ao ở trước được. Gắn dưới, cái dưới. Tại vì nó có hai cái đường ao ra là. Ok, nó có một đường in vào. Đây là in từ CD xuống. Còn này ra âm ly. Thì âm ly nó có hai cổng ra. Và chúng ta qua trước chúng ta thử. Chọn thay một, băng mình thay một, chọn selector cái này, bấm play. Đây bây giờ bắt đầu có hiệu quả này, thấy chưa? Gắn đúng cổng nó thì có hiệu quả, gắn chặt cổng là có hiệu quả luôn. Ok, ok. Ok, khi ghi và phát chúng ta nhớ chủ đầu từ là dùng tay cũng được, cái bắp tay này chúng ta chà nhẹ lên đầu từ này. Ok, không cần phải cái gì ghi gớm đâu nha. Vẫn Huế ngày xưa áo tím bay trên trường biển, ngày ra thăm trường cũ. Vẫn Huế ngày xưa, vẫn Huế ngày xưa, đò trôi trên sông vắng. Ok, quá ngon cho một con máy về ghi băng vừa chơi vừa phát. Hàng này dòng hiếm là 37 giờ cũng rất là khó tìm. Ông Tiên lên mạng cứ tìm đi, lên eBay với lại trên Yahoo Jumbang đấu thử giá biết ngay phải không?